Hello Thành Vũ, xin chào anh chị đến với kênh Nhà Bình Chánh của Nguyễn Thành Vũ ha. Thì anh chị ơi, hôm nay Thành Vũ giới thiệu cho anh chị một căn nhà cũng không có gì đặc biệt cả, nhưng có một cái diện tích và một cái giá tiền thì Thành Vũ nghĩ là vừa đủ để sử dụng ha, và cũng tương đối gần Sài Gòn ha. Từ căn nhà này thì mình đi lên các quận, như là đi ra bến xe bữa quận 8 nha anh chị, thì chỉ khoảng là hơn 10 cây số một xíu thôi đó, cụ thể là khoảng 12-13 cây, và đi về bến xe miền Tây thì cũng khoảng 15 cây số đó, rất là gần luôn. Nhà mình thì tiếp giáp với Quy Đức Bình Chánh, tiếp giáp với Hương Lộ 11. Từ nhà mình về trái đi thẳng ra là Hương Lộ 11 ha. Và diện tích của căn nhà này là bộ ngang 4m, dài 26m, rất là rộng và dài luôn ha anh chị ha. Đó, và mình có một cái khoảng sân. Và nhà mình thì nằm ngay mặt tiền đường. Mình thì chưa làm, nhưng mà bề ngang của đường là 4m và chuẩn bị lên nhựa nha anh chị. Đó, và đây chính là nhân vật chính của ngày hôm nay đó. Căn nhà của mình á thì có cái khoảng sân này nha anh chị, khoảng sân này là dài tầm 6m đó, rất là rộng rãi luôn, rất là rộng ha. Và trước khi vào nhà mình có một cái lớp cổng 4 cánh được làm bằng sắt ha, hai bên thì có hai cái trụ bê tông nữa nè. Nền nhà mình thì được ốp cao lên, được nâng nền cao lên khoảng 8 tấc nha anh chị đó, rất là cao luôn. Và căn nhà mình là một cái căn nhà kiểu mái Thái, được thiết kế theo phong cách hiện đại một xíu ha, cách tân ha. Ở trên thì có hai cái cột được sơn giả đá nha anh chị đó, và ngoài ban công này thì mình đã đổ ra rồi, ngoài ban công này mình đã đổ ra 1m rồi, che nắng che mưa. Về thì anh chị cũng có thể làm một cái mái che trên đây đó, một khoảng sân thì rồi. Được hai bên luôn nha anh chị. Chỗ này mình cũng có cái giò nước nữa nè đó, khi mà mình về mình đậu xe ở đây thì rất là rộng luôn ha. Và chỗ này anh chị ơi thì bên Thành Vũ có đậu hai chiếc xe, thì cái sân mình còn một khoảng rất là nhiều luôn ha anh chị. Và bây giờ anh chị cùng Thành Vũ bước vào nhà. Trước khi vào nhà thì mình nè, một cái bậc cửa nè anh chị nha anh chị. Đó, một cái bậc cửa màu đen được làm khác nào, nổi bật so với không gian. Rồi gạch ốp mà mặt dựng bên ngoài, cửa thì cửa nhôm sinh pha, 4 cánh kính cường lực nha anh chị, và phụ kiện là phụ kiện kim long, rất là chắc chắn luôn. Về thì anh chị không cần phải làm thêm một lớp gì nữa đâu, mình làm kính mờ nữa là đủ rồi. Còn nếu mà anh chị muốn an tâm nữa thì mình làm thêm một cái cửa sắt nữa, cửa sẽ khung sắt bên ngoài. Phòng khách dài 6m 7m nha anh chị, rất là dài luôn. Ở trên đây thì bên Thành Vũ có ốp gạch cho mình nè, ốp gạch cho mình cao lên tầm 1m6 nha anh chị đó. Chỗ này thì cũng có ổ điện, bên đây cũng ổ điện luôn. Ở những cái vị trí cần thiết thì bên Thành Vũ có lắp đặt những cái ổ điện cho mình hết rồi ha. Rồi trên đây thì trần lao phong được làm trần lao phong thạch cao, với được làm với những cái đường chỉ nổi nè, thêm một cái hoa văn màu tím và một cái cây đèn chùm, khá là đơn giản luôn đó, nhưng mà nó lung linh lấp lánh lắm nha anh chị. Bên ngoài á, nhìn nó lung linh lấp lánh lắm, giống như những viên kim cương như đó anh chị ơi. Rồi thêm một cái không gian cầu thang ở dưới này thì mình cũng có thể làm hòn non bộ nha anh chị đó. Và ở đây thì lan can tay vịn gỗ kính cường lực ha, 12 ly và được sơn BU rất là chắc chắn luôn đó, một khoảng không rất là thoải mái đó. Một cái căn nhà rất là gia đình nha anh chị. Mình về đây thì ở thì Thành Vũ đảm bảo rất là ấm cúng luôn. Thì từ đây mình đi lên các quận huyện trung tâm thì cũng khá gần anh chị ơi, mình đi khoảng tầm khoảng 25 phút ha đó. Và mình buổi sáng thì cũng ít kẹt xe, nếu mà mình đi quốc lộ 1A đó, chỉ kẹt vào 2 ngày đầu tuần với cuối tuần thôi anh chị, còn phần lớn những ngày còn lại anh chị đi xíu thôi, tới rồi đó. Như về các quận như quận 10, quận 11 làm xíu à. Còn nếu mà anh chị mà đi ra chợ Bình Chánh nè, hoặc đi ra chợ Quy Đức đó, thì chỉ khoảng 2 phút thôi. Từ nhà mình có thể đi ra chợ Quy Đức Bình Chánh chỉ khoảng 2 phút thôi nha anh chị, rất là gần luôn đó. Và anh chị ơi, bây giờ mình cùng tiếp tục khám phá căn nhà nha. Đó, tiếp theo chính là một cái không gian phòng ngủ không thể thiếu cho một cái căn nhà dài 25m nha anh chị. Một phòng ngủ khá là rộng rãi và thông thoáng luôn, được ốp gác và được ốp lát gạch đầy đủ cho mình rồi ha anh chị. Đó, cũng ốp lát gạch lên 1m6 nè, rất là rộng ha anh chị ha. Có trang bị đèn ngủ cho mình nè anh chị. Và trên đây thì cũng làm trần lao phong thạch cao, là cửa nhôm sinh pha kính màu cũng màu nha anh chị. Và hai bên hành lang thì được ốp lát gạch cao lên rồi ha. Và ở trên đây thì cũng có 3 cái bóng đèn led nè, đó được làm những cái khung ha anh chị ha. Và không gian của mình chính là tới không gian phòng bếp nhà mình ha. Không gian nhà phòng bếp nhà mình á thì cũng có tủ bếp dưới nè, còn thiếu tủ bếp trên nữa. Nếu mà anh chị mua thì Thành Vũ sẽ tặng cho anh chị cái tủ bếp trên luôn đó. Và đây chính là cái thiếu cái tấm kính nữa ha đó. Rồi anh chị ơi, ngoài này chính là cái khoảng không gian ngoài giếng trời ngoài này ha, bên Thành Vũ có che lại rồi.
mà chỗ này á thì có cái chỗ là để mình tháo mở anh chị. Đó. Đó, sáng không? Quá sáng luôn anh chị ha. Đó, chỗ này thì mình cũng ốp gạch len dàn tường luôn. Rồi có phiểu nè, giỏ nước nè. Và cửa để mà mưa đừng có tạt vào anh chị. Thì cửa nhôm sinh pha kính cường lực ha. Và bên trong chính là quê kép xi. Nhà vệ sinh nhà mình á thì cũng rộng rãi nha anh chị. Đó. Ở đây thì mình có một cái bồn cầu nguyên khối nè. Và xịt ở đây thì gọi hoa sen ha. Lavabo. Nếu mà anh chị mua thì Thành Vũ tặng luôn cho tấm gương nha anh chị. Đó. Và anh chị ơi, bây giờ mình cùng Thành Vũ bước lên lầu đó mà mình cùng xem khám phá không gian trên lầu nha anh chị. Xin mời Thành Vũ giới thiệu cho anh chị. Đó. Rất là rộng luôn anh chị ơi ha. Và cũng có ốp. Cũng rất là rộng luôn anh chị ơi. Và cũng có ốp gạch ha anh chị. Và ở trên đây thì mình cũng có đèn nè. Đó, đèn mét 2, đèn ngủ. Rồi ở đây thì mình cũng có cửa nhôm kính mờ nha anh chị ha. Và phía sau này mình còn một cái căn phòng ngủ nữa. Wow, và căn phòng ngủ này thì mình có luôn cái cửa sổ anh chị. Và nhà mình là hướng đông cho nên buổi chiều là nắng hướng tây buổi chiều nha anh chị. Và phía sau này cũng rất là nhiều nhà gia người dân ở đây. Đó, có một hai căn hai lầu nữa nè anh chị ha. Và cũng là cửa nhôm sinh pha kính mờ cường lực ha. Rồi ở trên đây thì cũng có đèn ngủ cho mình nè, ống đèn. Phía sau này chính là WC. Đó, nhà vệ sinh nha anh chị. Nhà vệ sinh của mình á thì bồn cầu nguyên khối nè. Ở trên đây á là vòi hoa sen ha anh chị ha. Và chỗ này thì cũng có cửa nhôm kính mờ, gạch cũng ốp lát cao lên 1m8 nha anh chị. Và anh chị ơi, mình cùng ra Thành Vũ ra ngoài để mà mình xem không gian ngoài cùng. Không gian ngoài cùng này mình cũng có thể làm một cái phòng thờ được luôn nha anh chị. Đó, ở đây mình có gạch cao lên 1m5 nè ha. Và trên đây thì làm trần thả nha anh chị. Có đèn nè và đèn ngủ. Chỗ này á thì mình cũng có thể để cái tủ thờ cũng được luôn, có trang bị đầy đủ ổ điện cho mình rồi. Ngoài này thì Thành Vũ không có làm cửa ha, tại vì có thể làm phòng thờ cho nên Thành Vũ không có làm cửa. Nếu mà anh chị muốn làm cửa thì Thành Vũ cũng làm luôn ha. Và anh chị ơi, chỗ này thì mình có hai cái cửa sổ ha. Phòng này mình có hai cái cửa sổ bằng nhôm nha, hệ nhôm nha anh chị. Và bước ra ngoài này cũng là một cái cửa sổ nhôm hai cánh, một cái cửa chính hai cánh bằng nhôm sinh pha nha anh chị. Đó, rất là chắc chắn luôn, kính cường lực. Và ngoài ban công này thì cũng rộng rãi không kém anh chị ơi. Có hai cọc giả đá nè anh chị. Và trên đây á là một cái cổng vòm nha anh chị. Trên đây là một cái cổng vòm nha anh chị. Đó, hai cọc giả đá và một cái cổng vòm ở trên đây. Và anh chị ơi, mình cùng Thành Vũ bước xuống để mà mình báo giá tổng hợp thông tin. Một cái căn nhà bề ngang 4m, bề dài là 25m và ở một cái mặt tiền đường ha. Và đường này thì mình chưa đổ nhựa nha anh chị. Đường này vài bữa sẽ lên nhựa cho mình ha, đường nhà nước anh chị. Và có sân trước nè, giếng trời phía sau, 3 phòng ngủ và một phòng thờ. Và giá của căn nhà này và ở đây là sổ hồng nguyên, pháp lý sổ hồng nguyên hoàn toàn ha anh chị. Có ép cọc bê tông cốt thép và nhà móng nguyên tường đây. Mình đi đến các quận trung tâm chỉ khoảng 20 đến 25 phút thôi nha anh chị. Và đi từ đây khoảng cách chính xác mà về bến xe quận 8 là 12-13 cây. Và về bến xe miền Tây khoảng 15 cây nha anh chị, rất là gần luôn. Và giá chính xác của căn nhà này là 2.500.000.000 nha. 2.500.000.000 và Thành Vũ không phát sinh gì thêm. Đó, và bao sang tên công chứng cho anh chị, không phát sinh. Nhà ở hướng đông nha anh chị. Một cái căn nhà hướng đông, nắng vào buổi sáng, mát vào buổi chiều. Và mình cùng ngắm lại căn nhà. Anh chị ơi, nếu anh chị thích video này thì nhớ bấm like cho Thành Vũ ha. Và nếu căn nhà này chưa phù hợp với anh chị thì anh chị nhớ bấm đăng ký để theo dõi những căn nhà tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video kế tiếp.